Chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái bung trong lốc phút mà khi sử dụng nó các bạn có thể mua tất cả mọi thứ mà không bị mất belly cũng như điểm ép. Nghe thôi là đã thấy phê rồi đúng không? Chỉ mong là admin không xem được video này. Thì để sử dụng được bung này, đầu tiên các bạn phải chạy đến nơi bán vũ khí hay trái ác quỷ bạn muốn mua. Thì bây giờ mình sẽ làm thử ở chỗ học karate người cá cho các bạn xem. Chỗ học karate người cá là một căn phòng bí ẩn trong cái núi này, CLM bí ẩn vãi. Bước đầu các bạn cứ nói chuyện với NPC như bình thường. Nhưng khoan hả, bấm học, bây giờ các bạn bấm ESC để hiện bảng reset lên. Và sau đó bấm cùng lúc chữ reset và học với tốc độ bàn thờ. Thế là thành công, các bạn có thể thấy tiền của mình không hề giảm. Xem lại nhé. Haha, Lion đúng là thánh bung. Sau khi bung thành công nó sẽ bị dính cái bảng như vậy. Các bạn chỉ việc ao ra vào lại là xong. Các bạn có thể áp dụng với tất cả những thứ mua được thông qua NPC. Còn mua Game Pass thì mình bó tay. Chỉ có sức mạnh của đồng tiền mới có thể giúp các bạn. Lưu ý để bung được các bạn phải bấm thật nhanh nhé, nếu không sẽ thất bại và mất tiền rất uổng. Chúc các bạn thành công, nhớ share video cho bạn bè cùng xem và bình luận bên dưới các bạn muốn mình tìm tiếp cái bung gì. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau.